chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Nguyệt đang làm cỏ cho cỏ để các bạn muốn đi chơi hả? Con nào ngồi đây chơi nha, hay làm đi nhá, để mẹ làm nhá. Dạ đi. Đứng lên mẹ xem nào, thơm cái. Đứng lên nhìn thơm quá. Giỏi quá. Ngoan nhé. Khoai tây cho mẹ luống này. Xong một thời
cầm củ khoe. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đóng không? Ngồi đây. Nào, ngồi ra nói. Ngồi vào đây, ngồi đây. Đấy, ngồi vào đây. Không ngồi à? Ngồi đi, ngồi nói nè. Sợ ngồi đi. Ai chứ? Ngồi đâu, ngồi. Ngồi đâu, chả đi. Chả lưỡng không ngon đâu không? À, buông. Xin chào mọi người ở đây nhé. Mẹ con nhà mình ăn tiếp rồi ăn xong một chút để đi về nhé.